Ngày 19 tháng 3 năm 2024, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa, đã luận tội và đề nghị mức án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác. Viện Kiểm sát đề nghị bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tử hình về tội tham ô tài sản, mức án từ 19 đến 20 năm về tội đưa hối lộ và 19 đến 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổng hợp hình phạt là tử hình. Về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị buộc Trương Mỹ Lan bồi thường cho SCB hơn 677.000 tỷ đồng. Viện Kiểm sát khẳng định Trương Mỹ Lan là chủ mưu, cầm đầu, việc nâng khống tài sản rồi đưa tài sản vào SCB là phương thức thủ đoạn phạm tội với mục đích rút tiền của SCB. Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM xác định thiệt hại trong vụ án khoảng 498.000 tỷ đồng, trong đó Trương Mỹ Lan và đồng phạm vi phạm quy định cho vay gây thiệt hại hơn 64.000 tỷ đồng, tham ô tài sản chiếm đoạt của SCB hơn 304.000 tỷ đồng tiền gốc, hơn 129.000 tỷ đồng lại phát sinh. Với thiệt hại này, Viện Kiểm sát đã tính theo nguyên tắc có lợi cho Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong vụ án. Ngoài ra, Viện Kiểm sát đề nghị mức án chung thân đối với bị cáo Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB đang bị truy nã, xét xử vắng mặt. Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc SCB, Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, bị cáo Chu Lập Cơ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square, là chồng của bị cáo Trương Mỹ Lan, bị đề nghị mức án từ 11 đến 12 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Bị cáo Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor, là cháu gái của bị cáo Trương Mỹ Lan, bị đề nghị mức án 19 đến 20 năm tù về tội tham ô tài sản. Về nhóm tội đưa, nhận hối lộ, Viện Kiểm sát nhận định dù Trương Mỹ Lan không thừa nhận hành vi đưa hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ cho cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng 2 Đỗ Thị Nhàn. Nhưng căn cứ lời khai của bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc SCB và tài liệu chứng cứ, dữ liệu điện tử cho thấy bị cáo Trương Mỹ Lan là người chỉ đạo bị cáo Văn gặp, đưa hối lộ cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn bị đề nghị mức án chung thân về tội nhận hối lộ. Nhóm 16 bị cáo là cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi nhận tiền từ nhóm của bà Trương Mỹ Lan để làm sai chức trách, công vụ, bị đề nghị mức án từ 3 năm tù treo đến 15 năm tù. Các bị cáo đồng phạm còn lại bị đề nghị mức án từ 3 năm tù treo đến 24 năm tù. Theo cơ quan công tố, các bị cáo đều là người có trình độ, nhận thức, đầy đủ năng lực, có khả năng nhận thức được hành vi nào được phép và hành vi nào là trái pháp luật. Hành vi các bị cáo gây thất thoát đặc biệt lớn về kinh tế, tạo dư luận xấu trong xã hội, dư luận xấu với quốc tế, nên phải xử lý nghiêm mới đủ sức răn đe. Với 5 bị cáo bỏ trốn, cơ quan chức năng đã kêu gọi đầu thú, nhưng các bị cáo từ bỏ quyền bảo vệ quyền lợi cho mình. Do đó, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM xét thấy cần thiết áp dụng hình phạt nghiêm khắc với các bị cáo này. Đối với các bị cáo tại CB, Viện Kiểm sát nhận định chỉ là những người làm công ăn lương, đồng phạm giúp sức bị cáo Trương Mỹ Lan không được hưởng lợi, nên đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Cũng trong vụ án này, chỉ có bị cáo Nguyễn Cao Trí được xác định không phải là đồng phạm của bị cáo Lan. Bị cáo Nguyễn Cao Trí là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Văn Lang và Công ty Capella bị xét xử về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản khi tìm cách chiếm đoạt của bị cáo Trương Mỹ Lan 1.000 tỷ đồng. Viện Kiểm sát đánh giá tại tòa, bị cáo Trí thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp chứng cứ, hồ sơ vụ án, lời khai của người bị hại và người liên quan. Bị cáo cùng gia đình tự nguyện khắc phục hơn 700 tỷ đồng tiền mặt, kê biên 6 tài sản để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án cho số tiền còn lại. Có nhiều thành tích trong công tác phòng chống dịch COVID-19, phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, bị hại xin giảm nhẹ cho bị cáo. Vì vậy, đề nghị hội đồng xét xử tạo cơ hội cho bị cáo sửa đổi. Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Cao Trí từ 10 đến 11 năm tù.